kết nối tốt. Ok, xin chào em. Dạ vâng. Thế là anh ở Bằng, dưới cái anh khu chị em hiện đang quận 12 ở dưới em thì tình hình bây giờ thế nào? sao sao anh Ở cái tình hình dịch chỗ em dịch ở bệnh hả? ở À, nói chung cũng đại khái là cũng đang diễn biến tương đối gọi là phức tạp hơn mấy lần trước. Thì cái tình chào Bùi Tùng, chào lại các anh chị em diễn đàn. Thì cũng có một vài chỗ họ là cách ly gọi là cục bộ đó, cách ly có vài ca dương tính thì họ đã cách ly. Nói chung cái tinh thần chống dịch của những cái, đặc biệt là của những cái vị, cái người mà mình gọi là ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng, những cái cán bộ mà ở khu ấp rồi tổ dân phố, thật sự họ họ nhiệt tình lắm. Họ đi bộ, họ vô những cái hang cùng ngõ hẻm, họ cầm loa họ tuyên truyền. Đồng ý là dân thì ai cũng biết rồi, rồi ai cũng có tivi, có điện thoại để mà thu coi là tiếp cận cái thông tin. Nhưng mà trách nhiệm đó, họ phải đi tới từng nhà thông báo cái tình hình địa phương dịch như thế nào. Rồi như rồi chiều nay thì đi qua ngang qua chỗ em đây là thông báo là không hạn chế ra đường, bởi vì hiện tại thì có những cái F0 chưa có truy ra được đó. Thì để thấy một điều rằng họ vì cái gì, không phải vì tiền, bởi vì cái cán bộ ở khu ấp tổ dân phố kiểu họ lương không có đáng bao hỗ nhiêu. trợ nhưng mà rất thấp, không có nhiều. Thì bởi vậy mới có cái câu là ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng đó. Thì đó là cái trách nhiệm của một cái người cán bộ mà ở cái cấp thấp nhất á, và hơn hết đó là trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước đó. Cho nên là những người đó họ đi các, nói chung là các cái con đường, các cái ngõ hẻm quanh co là họ phải đi hết đó, để tuyên truyền, để thẩm thấu vô. Bởi vì nhân dân chúng ta đa số là chúng ta chấp hành, nhưng bên cạnh đó có những người chủ quan, có những người ý thức chưa cao, thì phải tuyên truyền nhiều, nhắc nhở nhiều đó. Thì nó phải nhiều thì nó phải thấm thôi, nó phải vô thôi, để mà cùng với nhà nước đó, đồng đồng lòng vượt qua cái gọi là cái đại dịch này. Thì em tin rằng là một cũng mấy lần trước thôi, thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ phải vượt qua thôi. Và cái tình hình nó thì nó đang gọi là cái diện của nó đang thu hẹp dần đó. Còn một số tỉnh thành thôi chứ nó không có rộng. Cái mà quan trọng chúng ta bây giờ hiện tại nó không có rộng như như cái đợt mới phát đó. Là gì? Là do chúng ta quyết liệt, chúng ta truy vết, chúng ta cách ly, chúng ta làm quyết liệt, cho nên là kết quả nó đạt được. Và quan trọng, cái quan trọng nữa là cái mà cái số lượng người chết vì Covid chúng ta vẫn rất thấp đó.61 Thì người. trở lại vấn đề mà vaccine, thì đây là một trong những cái mà cái đám chống phá nó xuyên tạc nhiều thời gian gần đây. Em bị nói chúng ta, chính phủ chúng ta vận động khoảng 25.000 tỷ là đủ đủ vaccine. Chúng ta dùng từ vận động, vận động thì ai ủng hộ thì là quyền, đó là quyền của mỗi người, không bắt buộc. Thì 25.000 tỷ đó thì hơn, giá trị thì nó khoảng hơn 1 tỷ đô la. Chúng ta so sánh, nói chung là mỗi cái so sánh nó đều có khập khiễng hết, nhưng mà mình cứ so đi. 25.000 hơn 1 tỷ đô la, chúng ta có vaccine chích cho cả dân tộc. Nước Mỹ ha, tranh cử tổng thống 140 tỷ đô la cho hai ông tranh nhau đó. Tôi nói ở đây là so sánh đó, đều có khập khiễng, nhưng mà mình thấy đi, cả dân tộc mình chỉ hơn 1 tỷ đô la thôi, trong khi nước Mỹ đó, và chúng ta thấy là các cái nước khác họ chi phí rất nhiều cho cái phòng chống Covid, cho vaccine, nhưng mà cái hiệu quả đem lại không thể bằng Việt Nam cho tới thời điểm này. Là vì sao? Chính phủ chúng ta quyết liệt, đúng không? Nhân dân chúng ta đồng tình. Ở cái đồng tình ở đây là ý thức đó. Rồi cái việc mà ủng hộ, nhân dân chúng ta ủng hộ nhiều, nhiều tin nhắn, nhưng mà số số tiền thì không nhiều, nhưng mà nó thể hiện được
cái sự đồng tình ủng hộ đối với nhà nước, dù cho nhỏ 5.000, 2.000, 10.000 hay vài chục ngàn, đó cũng là cái trách nhiệm của họ với đất nước. Đó, cho nên là Việt Nam, tôi tin rằng Việt Nam rồi sẽ vượt qua tiếp tục, chứ không có gì không thể. Bởi vì chúng ta Covid chúng ta xem là giặc, mà giặc thì chúng ta biết rồi, cái dân tộc Việt Nam này không ngán ngại bất cứ một cái kẻ ngoại xâm, gọi là giặc nào. Hơn 4.000 năm dựng nước và dựng nước, nó đã chứng minh điều đó rồi. Cho nên chúng ta không ngại bất cứ một cái thằng giặc nào, dù vô hình hay là hữu hình. Còn cái bây giờ mà xuyên tạc các Nam Phong, nó ở đây có cái thằng Tùng Lê hiện nay nó vào đây, nó dạ, vào em mới thấy là theo những cái thằng cộng đô ăn cướp tàu, tao nói mày biết như thế này. Hiện nay nhân cái gì mà nhân tiện cái chuyện mà Việt Nam chống Covid này, hoặc là nhân cái tiện vaccine này, tao nói cho mặt mày biết như thế này. Hiện nay ấy, Việt Nam đã phê duyệt những cái vaccine, ví dụ Sputnik này, vaccine Sputnik V của Nga này, AstraZeneca của châu Âu này, rồi là vaccine của Mỹ này, đúng không? Và vaccine của Trung Quốc. Nhưng mà hiện nay Việt Nam mới nhập cái vaccine AstraZeneca này, vaccine ấy của Mỹ về, và vaccine của Mỹ về thôi. Còn vaccine của Trung Quốc mình mới phê duyệt nhá. Chứ nếu kể cả hiện nay nhập về cái vaccine của Trung Quốc, Việt Nam cũng ok. Vì là vaccine của Trung Quốc hiện nay đã được tổ chức thế giới người ta công nhận rồi. Và nữa, một số nước ở Đông Nam Á, ví dụ như Thái Lan, kể cả Singapore, Malaysia, Indonesia, hiện nay người ta dùng hai cái loại vaccine của Trung Quốc đó, hiểu không? Cho nên là chúng nó cứ bảo là bây giờ Việt Nam nhập vaccine của Trung Quốc về, mấy thằng bò đỏ chúng mày tiêm đi, chích đi. Tao là người chích đầu tiên, nếu mà Việt Nam nhập vaccine của Trung Quốc về, nếu mà ok, tao là người chích đầu tiên. Nhưng hiện nay Việt Nam mới phê duyệt thôi chứ chưa nhập về nhá, thằng Tùng Lê nhá. Chúng mày ở bên Bỉ, mẹ bây giờ chúng mày mẹ hiện nay đang nghe răng ra rồi, ngồi như nó phét nhá. Rồi xin mời em nói cái thằng Tùng Lê, cái thằng Tùng Lê này thì một thằng bám váy vợ bám váy con vợ hờ của nó. Cái con đó thì cũng mấy cặp hết, thằng này tới thằng kia tới phiên nó bám. Bởi vì con đó gọi là lên phay xô hàng có tiền để nuôi thằng này. Tụi dâm chủ thì nó khui ra, nhưng mà thằng này đâu biết nhục anh. Cha ông nó ăn bám quen rồi, bây giờ tới lượt nó thì năm ngửa ăn sẵn là cái chuyện bình thường. Kể cả nhục tới đâu nó cũng vẫn bám, miễn là có tiền, đúng không anh? Còn nói cho nó mày nghe Tùng Lê nè, ở đây nếu Việt Nam ví dụ như cái loại như nó nếu... bây giờ thì tốt hết là câm mẹ miệng đi, rồi ở bên đấy lo mà làm ăn. Bây giờ mẹ sức dài vai rộng, đang là thanh niên, mẹ dùng cái nếu mà không có trí thì dùng chân tay này mà làm, hiểu không? Mẹ mày mang chứng mẹ mày sống ở đất nước Bỉnh, mẹ giàu có nọ kia, mà bây giờ mày thua kinh tế về, mày thua kể cả mà coi như là Tuấn ở đang ở trên này này, hoặc là mẹ đối với anh thì mày yếu bao giờ mày so được rồi, hiểu không? Cho mình lên đây cứ ngoặc cái mồm mày ra, mẹ con trai mà những người Việt Nam mà chúng tao cảm thấy ở trong nước mà chúng tao cảm thấy nhục nhã cho mày, nói mày mày thế thôi. Rồi xin mời luôn. Nếu Việt Nam mà có vaccine chích miễn phí thì đảm bảo cái dòng họ của cái thằng này ra xếp hàng đầu tiên anh. Nó chửi nhưng mà nếu có là nó ra nó giành xếp hàng đầu tiên. Bởi vì cái giống nó là nằm ngửa ăn sẵn quen rồi. Bây giờ mà cứ miễn phí đó, là nó ra nó xếp hàng, nó nằm nó phơi nó chờ để được chích. Chửi thì vẫn cứ chửi, đúng không? Giống như tối nay nè, Việt Nam đã banh đó, tụi nó vẫn hô hào ủng hộ đó, nhưng mà ủng hộ xong nó quay ra nó chửi ra. Cái thứ nó là vậy, coi đá banh sợ khác, thấy là phải chui dưới gầm giường á để coi, cũng mê lắm nhưng mà không dám, bởi vì cái loại nó khốn nạn. Còn nói về vaccine Trung Quốc á thì em nói nè, vừa rồi cái bệnh viện nhiệt đới, đúng không anh, những cái cán bộ y bác sĩ đó họ được chích vaccine, mà cái vaccine đó không phải của Trung Quốc. Nếu như vắc mình đặt trường hợp nếu đó là của Trung Quốc, chính xác là thì tụi nó ẵn. Dạ, yeah. Nếu mà vaccine đó mà Trung Quốc ha, thì tụi nó ẵn, em nói thiệt chứ, đúng. Cái mạng Facebook này chắc nổ luôn, đúng không anh? Đó, có nghĩa là những cái y bác sĩ đó được chích hai mũi nhưng mà bây giờ vẫn bị dương tính, thì các cái cơ quan chức năng họ đang tìm hiểu lý do vì sao.
nguyên nhân như thế nào, chích rồi vẫn bị, có nghĩa là có khả năng con virus này nó mạnh hơn, nó sẽ kháng được vaccine chẳng hạn. Nhưng mà đó là mình đặt giả thuyết, nhưng mà ở đây mình đang nói với cái đám chống cộng này. Anh có nghe đã có trả lời của các chuyên gia y tế và kể cả WHO, tổ chức y tế thế giới, là khi đã tiêm cái này rồi, cái khả năng bị vẫn bị, nhưng mà nó bị nhẹ hơn. Em ạ, thứ hai là không có nguy hiểm tính mạng con người, và khả năng lây lan em cái đó, từ những cái người mà đã cái đó thì nó cái đó rồi cho những người khác thì này, khả năng lây lan nó hạn chế rất nhiều đó. Cho nên thì, tổ chức y tế thế giới người ta đã trả lời rồi. Không quan trọng ở cái chỗ này nè, em nói nè, nếu cái vaccine đó mà của Trung Quốc thì chúng ta không phải nhức đầu với cái đám chống cộng này, anh thấy không? Nếu mà Trung Quốc thì coi nó ẵn cỡ nào nữa hả? Nó sủa mà chó sủa còn lại tụi nó. Nghe cái bạn Tùng Lê này, nó sẽ mở mở diễn đàn lên, nó sủa từ sáng tới tối, nó làm cái gì hả? Nó không thấy con vợ nó, con vợ nó làm cái gì, đúng không? Cái thằng này, cái thằng A Quy là những một trong những cái thằng là gọi là một cái dạng là bệ rạc nhất ở cái mạng xã hội, nhưng mà lúc nào nó phơ cái mặt nó ra để cho thiên hạ chửi, dòng họ nhà mày còn ở đây, người thân nhà mày còn ở Việt Nam, mày mong muốn Việt Nam chết vì dịch thì dòng họ người thân mày chết trước đó. Mày suốt ngày mày chu chéo là mày lo, mày yêu thương cho dân, nhưng mà ở cái đất nước này còn dòng bò bà con nhà mày đầy nè Tùng Lê nha. Chết thì họ chết trước. Mày mừng không? Vui không? Đúng không? Bởi vì cái bản chất của cái tụi này nó không phải là con người. Miễn sao là ở Việt Nam có nạn, có hoạn, có xảy ra những cái gọi là tiêu cực là nó mừng, nó khoái lắm, sướng lắm. Đúng rồi. Lên mạng bắt đầu tự thủ dâm. Đúng rồi Nhân Minh. Thằng Tùng Lê nè, chuyên gia tự nhiên dân, không phải mở, bị mở. Mà chỉ để cho con người ta cái chất đề kháng nó tốt hơn thôi, chống Covid-19 này nó tốt hơn thôi. Cho nên thực tế tôi nói với các bạn, nói người dân mình ấy, hoặc người ta cũng có một số người người ta cũng không hiểu biết, mà dựa vào cái sự không hiểu biết này, thì nếu mà vừa rồi ở cái bệnh viện nhiệt đới mà ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, mà những nhân viên y tế mà đã được trích hai mũi rồi, mà trích hai mũi mà lại cũng mà của Trung Quốc á, bây giờ thì chúng nó mà gào thét, có mà cái cộng đồng mạng nó cũng tung nha. Nhưng mà ở đây ấy, là hai, chích hai mũi đấy là chích hai mũi của vaccine AstraZeneca của châu Âu, hiểu không? Đấy. Yeah. Chứ còn hiện nay ê, Tùng Lê, của Trung Quốc ấy, mình mới phê duyệt. Chứ châu Âu nha mày, thì... mày ở châu Âu nha mày, nếu mà bị mày chửi mấy châu Âu giùm anh nha Tùng Lê. Nó mày đang ở châu Âu mày chửi giùm đây, mày biểu tình giùm đây, tại sao ở châu Âu bán vaccine mà vẫn bị đó? Kéo nhau đi biểu tình giùm anh cái, yêu nước thương dân á, thì đi biểu tình mấy thằng châu Âu giùm cái. Bỉ là cái nơi mà các cái cơ quan của châu Âu đóng rất là nhiều đó. Kêu con vợ mày đi nè, hai vợ chồng mày tụt quần biểu tình giùm cái ha. À, lên bay ẵng làm gì, không tác dụng gì hết trơn. Nói cái việc chống dịch này thì chúng ta còn dài, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại đi, những cái nước ha, thậm chí chúng ta thấy những cái nước tư bản bị nhiều còn hơn hơn những cái nước nghèo nhiều, nước giàu ý thức cao, y tế mạnh, kinh tế là vẫn mạnh, nhưng mà vẫn bị nhiều, thậm chí là rất nhiều đó. Vì lý do tại sao ở đây cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người, chứ không phải là tiền nhiều hay là như thế nào. Cái con người quan trọng, cái ý thức từ người dân cho đến các cái cán bộ, cho nên lãnh đạo cấp cao họ ý thức được, cho nên họ kiềm chế họ làm tốt. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đều nói là con người sinh ra đều có quyền coi như là sống và có quyền nhu cầu hạnh phúc, đúng không? Mẹ bây giờ cái gọi là cái nhu cầu về sống, cái tính mạng của con người mẹ thì chúng nó cũng không kêu sợ, không coi sợ nữa, là ở đây chúng mà thôi cái để miễn dịch cộng đồng về hay ở bên Mỹ đấy. Đúng không? 640.000 người chết trong cái dịch đấy, cái tỷ lệ như nào? Mà như thế là mình tự do dân chủ à? Như thế là mình nhu cầu hạnh phúc à? Cái tuyên ngôn á, thì nó cũng là cái mị dân thôi, đúng không anh? À, con người sinh ra là gì? À, có quyền được sống, được tự do và quyền nhu cầu hạnh phúc. Đó là tuyên ngôn của Mỹ nha. Và Bác Hồ đã chích cái đó vô để mình dằn mặt nước Mỹ đó. Thì ở đâu cũng vậy thôi,
ba cái quyền căn bản, nhưng mà mình nói nếu mà nó rộng ra thì nó rất, bây giờ nó rất nhiều, nó chi tiết lắm, nhưng mà cái quyền căn bản đó, ngay cái quyền được sống mà ở cái nước tư bản giàu có nó còn không được đó, thì nói là cái gì? Sao mày không chở mỏ qua Mỹ mày ăn dùm cái đi tùng lê, qua mỏ rủ con vợ mày mở diễn đàn ăn dùm cái, nhân dân ủng hộ mày liền á. À, suốt ngày mày moi móc mày chửi bới đất nước, mày chê bai cộng sản, trong khi cộng sản nó làm còn hơn gấp nhiều lần những cái nước tư bản mày ở đó, mày so được không? Tao ở đây nè, đang vẫn phè phè, vẫn bình thường. Anh Bằng ở Sài Gòn, tao cũng ở Sài Gòn, rất nhiều anh chị em ở đây vẫn cứ sống bình thường đấy, nhà cửa mới xây đây, ở đàng hoàng, có gì đâu. Cộng sản đâu có gọi là nói mất tự do dân chủ à, đó. Đây những người dân đây bình thường đây, họ vẫn sống, vẫn làm việc, đúng không? Và cái quan trọng là đấy, mấy cộng sản ấy, hiến pháp cũng đã sản xuất mấy loại vaccine rồi đấy. Còn ở Việt Nam nó cuối năm nay coi như là cái vaccine Novavax cũng ok đấy, đúng không? Cái thằng này nó ngu anh ơi, vaccine nó cần một cái thời gian, có nghĩa là chúng ta vẫn hiện tại vẫn đang xả, đang thử nghiệm để cuối năm nay là chúng ta không thể nóng vội, vaccine là không thể nóng vội, không thể đốt cháy giai đoạn, bởi vì chúng ta phải thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm rất nhiều thứ, đúng không? Phản ứng phụ này kia, chứ bây giờ chúng ta nóng vội, chúng ta đem ra đại trà cho dân, lỡ may chết nhiều thì ai chịu trách nhiệm về cái việc đó, đúng không? Cho nên chúng ta cần thời gian và cuối năm này chúng ta có, nhưng hiện tại cái cấp bách, cái thằng Tùng Lê ấy, thì nói chung là nó chỉ thứ nhất là rượu, thứ hai là nó một thằng nghĩ được đưa vợ nó coi như làm gái để về cho nó uống rượu, mà chứ nó chẳng được cái gì làm gái, khi vợ đi làm gái gì cũng nó đâu. Một đất nước tự do giàu có mày khoe tài sản ra xem nào, xem có bằng một cái mà gót chân đâu. Xe thì thuê, nhà ở mướn, mà tụi này nó lạ gì, con vợ nó là làm nail anh, bị xin một cái tiệm nail ở Bruxelles là bị đuổi, bị cái người Việt Nam mình đó. Đúng rồi. Cũng đuổi. Trong cái nhóm có quen anh Thơ Quang nè, là tới làm được mấy bữa là bị đuổi xong bây giờ về mới bán gọi là bán thân để nuôi miệng, rồi nuôi cả thằng Tùng Lê này nữa, nhục lắm con. Tốt hết mày, biến mẹ mày đi, tổng đồng mày. Đàn ông con trai Việt Nam mày dục nhã. Thế mà còn thỏa người Nhật Bản này mà sủa. Đấy, cộng đồng mạng này có cái gì mà người ta không biết hả? Con vợ mày xô hàng cho cái đám dân chủ cụi, nó cho tiền bây giờ xong rồi nó ăn đã, rồi bây giờ nó kể tùm lum trên mạng xã hội, bây giờ mày còn quát cái mặt này lên, mày thả mặt cười được, tao cũng lạy tổ tông nhà mày luôn á, tụi đây lạy luôn á. Bây giờ mày moi hết mồ mả tổ tông mày lên đây, tao lạy cho ba lạy. Không biết làm sao mà sinh ra cái thằng con, thằng cháu, thằng chắc mà nó khốn nạn mất dạy vậy. Bởi vậy mày qua nước ngoài mày ở được đúng rồi, tại vì cộng sản không có chứa những cái kẻ như mày, hiểu không Tùng Lê? Không biết nói vậy mà không biết lát nó không đắt cái mặt là, hoặc là ngày mai mốt nó mở diễn đàn nó ăn. Này, còn thằng Kinh Giang này nữa, mày thì mày về cái thằng gì Hoàng ấy, ở đấy đi. Trời ơi, mày về với cái diễn đàn cái thằng Hoàng ấy đi. Mẹ nó đùa mẹ, tao thấy mấy thằng nó giục mặt mà mày mẹ. Nó đùa mẹ. Nói thằng à, ba quen chúng mày, thằng Tùng Lê với thằng Kinh Giang. Lê Anna. Thằng Lê nó nói nó trêu đàn bò vui phết à, mà nó không biết bò này, là con nào. Giờ hỏi. Này, cái loại nó này, nó không biết ở Việt Nam nó học cái bấy này, nó viết chính tả là chữ trêu. Đấy, các bạn thấy không? Mẹ cái loại mày, mẹ cái loại mày, mẹ văn hóa lớp 1 chưa hết mà mày viết cái chính tả, chẳng ai Việt, người Việt Nam chẳng ai viết cái từ trêu như này. Đó. Mẹ à, cái loại bây giờ để nói. Nát, cái lên đây mày có phép. Em nói thằng Tùng Lê cái nè, là nó ở bên châu Âu, không biết là nó có biết cái môn đấu bò tót ở bên Tây Ban Nha không, Tùng Lê? Cái môn đấu bò tót đó là cái người mà dũng võ sĩ đó, người ta ra, người ta cầm cái tấm vải đỏ đó, nó dơ, người ta phẩy để cho con bò nó thấy, nó chạy nó hút đó. Thì cái tấm vải đỏ thì con bò đó có nghĩa là con bò nó ghét màu đỏ, thì màu đỏ là cái gì? Màu đỏ là cái màu cờ của cộng sản nè,
Còn cái đám hút hút cờ đỏ là cái đám bò, hiểu không Tùng Lê? À, mày đang chửi cái đám bao que chống cộng nhà mày đó là bò đó, thấy màu đỏ là ghét, hiểu không? Phân tích cho mày hiểu. À, mày đang chửi tổ tông nhà mày đó Tùng Lê. Bây giờ bỏ qua nó, em nói cái này xíu nè. À, cái chuyện mà cái gì định nói gì quên rồi. À, anh nói xíu rồi đó. Em tính nói Rồi, quên mất tiêu bây giờ này, em ngừng cho anh cũng rồi. khoảng 2-3 Nó phút. làm phân tâm quá. Anh nói cái chuyện là nhân có cái chuyện thằng Tùng Lê ở đây. Mình sẽ diễn đàn nào mình nói khoảng 3-4 phút về cái thằng Thanh Huỳnh. Tất cả các bạn ở đây đều biết Thanh Huỳnh rồi. Mẹ, chứ mày, anh nói vừa khi mình mở diễn đàn ra, mình đã gắn thẻ Thanh Huỳnh. Vì thực tế mình kết bạn Thanh Huỳnh để mà mình hướng dẫn nó cái cách mà chuyển tiền để ủng hộ cái quỹ vaccine của chính phủ. Nó nói là lúc nào nó cũng thương dân Việt Nam, và nó nói với mình là em sẽ gửi tiền về vì em thương dân Việt Nam lắm. Mình bảo cái này nhá, chính phủ không phải là dùng tiền của nhân dân để mà tiêm cho mấy ông đảng viên cộng sản, mà chỉ tiêm nhân dân thôi, mà chú coi như là thương nhân dân Việt Nam thì chú đóng góp, nếu mà em sẽ đóng góp. Cuối cùng nó kết bạn với mình để mà ví dụ nó, mình chỉ cách cho nó chuyển, thì sau đó mình đưa cho nó mấy cái tài khoản của ngân hàng để nó chuyển. Thì nó nói câu này mình nghĩ là cũng được, nó bảo em sẽ ra cái chỗ mà người ta chuyển tiền về Việt Nam ấy, em hỏi mấy bà đấy thì xem chuyển như thế Chỉ nào cho tiền mình. quốc tế đó, nói Ừ, tên thì mình nói với nó bảo hiện nay chú cứ chuyển đi, chú đưa cái giấy cho anh, sau đó anh đăng lên trên mạng, trên cái trang nhà anh, vì trang nhà anh cũng nhiều người hoàn tương ngành. tác, thì người ta anh sẽ biểu dương chú và nói chung là bảo ừ chú là những Việt kiều yêu nước, thương dân thương hiếp. Bây giờ nếu mà trong vòng 1 tuần mà chú không đưa cái giấy cho anh thì anh có cái hành động như nào thì chú đừng có trách anh. Mà đến nay đã hơn 1 tuần rồi, nếu lúc trước mình nói là chưa được 1 tuần, nhưng đến hôm nay hơn 1 tuần rồi thì nó không có chuyển cái giấy, chụp cái giấy cho mình. Cái thứ hai là bây giờ này, nếu mà Huỳnh Thanh có núp nùm mà nghe thì anh nói cho mày biết này, mày ấy, nói cái gì nó phải đúng. Thứ nhất là ngay trên diễn đàn của anh, một số người đã tham gia diễn đàn của anh rất nhiều, ví dụ như Tuấn đây hoặc một số người nữa, thì đều đã biết là Thanh Huỳnh một lần mình nói cái thời năm ngoái đúng không, là cái vụ lũ lụt ở miền Trung ấy, Thanh Huỳnh tự động nói là em cũng gửi về tiền về để mà đóng góp cho đồng bào miền Trung rồi. Mà chứng nào mà bây giờ nói với mình, nhưng mà lúc ấy mình không chưa bóc mẽ, vì lúc đấy mình muốn Thanh Huỳnh góp tiền cho quỹ vaccine. Khổ quá, đã gửi về rồi thì lần này không cần phải gọi hỏi anh bằng nữa để mà xem cách gửi tiền về Việt Nam như thế nào, vì em chưa gửi tiền về Việt Nam bao giờ. Đấy, lúc ấy Thanh Huỳnh nói mình thế. Mà Rồi hiện nay tôi nói nhé, cái đuôi qua cáo cái rồi. trường hợp của Thanh Huỳnh mới thấy là mình chưa họ nói mà bao hộ Thanh Huỳnh là bao que nhá, mình thấy là những cái bọn mà chống phá mà nhà nước Việt Nam đi ở các diễn đàn khác, mọi người nói mình là Thanh Huỳnh đã nói tức là chống phá đảng và nhà nước mình. Bây giờ thì cái chuyện này mình mới thấy là những cái người mà chống phá đảng và nhà nước mình chỉ được cái nói mồm thôi mà nói phét thôi, bây giờ không có một cái gì là nó thật cả. Anh nói Thanh Huỳnh Có nhá, mấy cái nếu điểm các đồng chung chí anh. nghe đây, nếu mà Thanh Huỳnh không đưa cái giấy chuyển tiền về Việt Nam dù chỉ 1 đô cũng được, thấy chưa? Mà anh ngày nào cũng nói anh bóc mẽ mày ra, hiểu không? Đó, xin mời em. À, thôi có ai xin lên nhà anh mời lên đi. Em xuống chút đi. Dương Văn Bộ, Có rồi anh để nào Dương mới. Bộ gửi lại lời ấy nhé. Dạ, thì Rồi, nếu ok rồi, mà xong rồi có gì là một lát nữa ok cho anh anh. Tuấn ngồi ở dưới xong anh sẽ mời Tuấn lên nhé. Dạ.